Các bạn, trong video ngày hôm nay, ẩm thực miền quê sẽ xin chia sẻ với các bạn mỡ nội tạng khó giảm nhất cũng được quét sạch nhé, với mầm đậu lành các bạn. Đây là mầm đậu lành nhé. Vấn đề về mỡ nội tạng hay mỡ thừa rất là nhiều và mọi người rất là nhức đầu về cái vấn đề này, và hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn ạ. Mình mời các bạn cùng tìm hiểu với mình. Xin giới thiệu với các bạn, đây là đậu lành hay gọi là đậu tương ấy, mà chúng ta hay làm tương ấy, hay là chúng ta hay làm đậu ấy, thì nó là đậu này đấy ạ. Đậu này thì chúng ta mua để mình làm mầm đậu lành thì các bạn phải hỏi người ta là có mọc được mầm không nhé. Vì bây giờ ấy, đậu lành này họ rất là, tức là nhập khẩu nhiều ấy, thì thường là họ sẽ sấy khô và sẽ không mọc được mầm. Cho nên là mình phải hỏi mọc được mầm thì mình mới mua để mình làm ạ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mầm đậu lành để chúng ta có thể sử dụng nó đối với chị em phụ nữ, hay là khi chúng ta bị mỡ nhiều, mỡ nội tạng nhiều, sẽ có thể dùng mầm đậu lành để chúng ta ăn và sẽ quét sạch được cái tình trạng mỡ nội tạng nhé. Đậu rất là đều hạt như thế này nhé, chúng ta sẽ ngâm vào nước. Đấy các bạn, đậu khi chúng ta mua mà nó không, những là hạt đào lổi đấy ạ, những hạt lổi ấy thì nó sẽ bị hỏng, chúng ta sẽ bỏ đi nhé. Cũng như làm giá thôi thì các bạn cũng ngâm cái phần đậu này cho mình qua đêm, hoặc là 10 tiếng chẳng hạn ạ. Mình cứ ngâm nó nhé. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp ạ. Đậu lành mình ngâm nhé, nó đã có mầm lên như thế này rồi. Đậu lành nó sẽ không như đậu xanh, nó phải 2 ngày hoặc 3 ngày nó mới lên mầm như thế này các bạn nhé. Vậy bây giờ mình sẽ bỏ cái nước này đi để mình hù nó như là giá nhé. Các bạn chuẩn bị cái giá cho mình để cho nó có cái độ thoát nước ấy. Và mình có thể có những cái khăn xô nhé, các bạn sẽ cho mình vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ cái phần giá vào, là phần đỗ, mầm đỗ vào. Đỗ nó đã mọc mầm nhưng nó ít ấy, thì mình phải để cho nó mầm thêm ạ, để thành như kiểu là giá dài. Rồi các bạn sẽ lại cho mình một cái khăn khác lên nhé. Bây giờ mình sẽ xả nước để cho cái khăn này nó cũng ngấm nước ạ. Đây ạ, các bạn sẽ xả nước vào cho mình nhé. Cũng như bình thường thì cứ đến lúc nấu ăn ấy, thì các bạn sẽ ngâm cho mình trong nước khoảng độ 20 phút. Sau đó các bạn lại vớt ra. Tức là ngày các bạn có thể ngâm 3 đến 4 lần ạ, để cho cái phần nước nó sẽ ngấm vào giá đỗ này, giá mầm đậu lành, để cho đậu lành nó lên to và mập nhé. Cho nó ngấm nước vào miếng vải nhé. Miếng vải này nó hơi không ngấm nước, các bạn chọn vải ngấm nước nó hơn thì tốt nhé. Mình thay cái vải khác vậy. Chúng ta có thể đặt lên trên nó một cái vật vào gì đó để lặng lặng một chút ạ, để khi mầm nó lên ấy, nó không bị để như cái đĩa này chẳng hạn, để nó mập cái mầm đậu lành các bạn nhé. Khoảng 3 ngày thì mình sẽ có khả năng có giá mầm đậu lành để ăn ạ. Các bạn cứ để như thế này cho mình nhé. Đây các bạn, khi mình để cái phần mầm đậu lành nhé, được 4 ngày đấy ạ, vì cái phần mầm này nó sẽ mọc lâu hơn là mầm giá đỗ các bạn nhé. Đấy ạ, nó rất là tốt như thế này. Và cái mầm này thì chúng ta sẽ lấy ra, chúng ta có thể sử dụng như là mình
luộc lên nấu canh xào rất là tốt nhé. Các bạn biết rằng mỡ nội tạng nếu tích tụ quá nhiều có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tuy nhiên, lượng mỡ này hoàn toàn có thể điều chỉnh thông qua chế độ ăn uống nhé. Mỡ nội tạng là một loại chất béo có trong cơ thể tích tụ nhiều ở phần bụng và mô nhé, mô gan nhé. Nếu lượng mỡ nội tạng quá cao có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như xơ cứng động mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ. Mầm đậu lành rất giàu chất xơ và có tác dụng ngăn chặn lượng đường trong máu tăng nhanh sau mỗi bữa ăn nhé và ức chế quá trình tổng hợp chất béo trong cơ thể. Ngoài ra thì nó còn kiểm soát được tinh bột và độ ngọt tiêu thụ nhé. Nguyên nhân béo phì cũng như là mỡ nội tạng thì thường là do ăn quá nhiều tinh bột chuyển hóa thành chất béo tích tụ trong cơ thể và gây ra lượng mỡ nội tạng không mong muốn ạ. Kiểm soát lượng chất béo nạp vào trong cơ thể của chúng ta, ngoài ra chúng ta còn có những thực phẩm qua quá trình như là chiên rán có thể sản sinh ra nhiều chất gây ra những có hại cho sức khỏe. Chúng không chỉ cung cấp lượng mỡ lớn mà còn sản sinh ra các gốc tự do thúc đẩy quá trình oxy hóa và tăng nguy cơ ung thư nhé, cũng như là bệnh mãn tính khác ạ. Ngoài ra chúng ta còn nên kết hợp với thể dục thể thao sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe hơn. Bây giờ mình sẽ lấy phần mầm đậu lành ra, các bạn có thể là luộc lên thì hoặc là làm là những món salad ra thì chúng ta sẽ dễ dàng cho việc là không hấp thụ được dầu mỡ, rất là tốt đối với sức khỏe nhé. Hoặc các bạn có thể làm bột mầm đậu lành ạ. Các bạn đun cho mình một nồi nước sôi nhé và mình sẽ cho phần mầm đậu lành vào. Đây. Chỉ cần nó sôi trở lại là cái phần mầm đậu lành của chúng ta sẽ chín các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ vớt ra.